Hello và chào mừng mọi người đã trở lại với kênh hướng dẫn. Thì như title của video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để sửa lỗi không miss 7E nha. Thì trước tiên khi bắt đầu video á, mọi người đừng quên đã là một like và một chia sẻ và đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Okay, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì bước đầu tiên á, là mọi người tải cho mình cái file là DX Setup. Mình sẽ để cái link file này dưới phần mô tả là cái file mình đang cần tải đây. DX Setup. Thì mọi người tải file này về. Này, nhưng mà download rồi mình cứ tải nó, giờ mình sẽ để link này dưới phần mô tả nha, và tải nó để nó tải về. Rồi sau khi tải xong rồi mình giải nén cái file này ra nha. Mình giải nén file này ra. Cái này là mình đang setup DirectX, mà đây là cách để khắc phục lỗi này, là cái cách này và một cách khác nữa, và mình sẽ tìm lại cái file đó. Cái file mình đã giải nén xong mình sẽ tìm lại. DX, hình như là DX setup đây. Rồi ok, sau khi vô đây rồi bạn gọi cho mình chữ DX setup này để tìm nó lẹ, ấn enter đây các bạn, thấy cái chữ DX setup exe này, nhấn đúp vào đây, nó hiện ra cái bảng này, accept next để đợi nó cài vô thôi, nên nó sẽ tự động cài một phiên bản mới nhất và phù hợp với lại cái từ game Genshin. Này là cách để sửa lỗi của Genshin ấy. Để mình quên nói rồi. Ok, giờ nữa nó cài đặt vô cái. Rồi ok, mọi người cài đặt xong rồi mình nhấn finish, và mọi người cài cho mình phần mềm thứ hai để cho nó chắc ăn nữa, đó là cái Visual C. Thì cái đó là bạn vào cho mình cái đường link này mình sẽ để dưới phần mô tả, và cái này mình cũng đã hướng dẫn ở một vài video trước rồi. Thì này dễ thôi, cái dòng x86 này này là dành cho những máy nạp 32 bit, và mà nó sẽ ghi ở đây này, các bạn dạy cho mình chữ system system này nè, cái system dưới này này đúng đây, mọi người nhìn cho mình cái dòng này 64 bit operating này này, đây đây đây, cái dòng này nó có x64, nghĩa là máy mình đang chạy 64 bit, và x64 là cái này, mình phải tải file này về cho nó chạy nó phù hợp. Còn nếu mà dòng này nó ghi x86 hoặc là x32 thì mọi người tải cho mình file phía trên. Đó là dành cho những máy 32 bit, thì nó ghi 32 bit, x86, x32 gì đó. Thì mọi người tải cho mình dòng này. Ghi x64 thì tải dòng dưới. Rồi, ok, cái dòng này thì bỏ qua, cái này mình không quan tâm. Chỉ quan tâm hai dòng này thôi. Sau khi mọi người nếu mà gặp phải lỗi á thì mọi người vô cho mình chỗ đây, mọi người gọi cho mình chữ control panel. Cái này thì nếu mà nó muốn hiện nhiều cái hơn thì bạn nhấn chữ launch icon nha, cái chỗ ngay đây này có chữ launch icon. Rồi ok, nhấn vào chữ program and feature, tìm cho mình chữ visual 2016 ấy, 2015 chứ. Đây nó có hai cái này, thì nếu mà bạn thấy mình cài không được mà nó bị lỗi á, thì bạn xóa hết hai cho mình, xóa cho mình hai cái này luôn, tại vì nhiều khi nó bị xung đột nó sẽ không thể nào cài đặt được á, thì mọi người xóa cả hai cái này cho mình, xóa hết luôn. Cái này mình không hiểu tại sao mình có hai cái mà máy mình vẫn chạy được, chắc là nó tương thích ngược kệ cũng, nhưng mà nó nhìn thấy thằng 86 này, nó bỏ qua, nhìn thấy thằng 64 nó xài. Thì
Mọi người nếu mà bị lỗi thì vô đây tìm ra mình cái visual 2015 và xóa nó đi. Đây xóa hai cái này, xóa hết luôn, xóa hết những gì mà mình tìm được, rồi sau đó cài đặt lại. Thì liên cài đặt dễ thôi, mình sẽ cài đặt thử nha. Này xếp vô, nhấn vô run này. Đấy, cái này thì bỏ qua đi, nhấn install thôi. Để mình nhấn install. Ok, nó yêu cầu mình restart máy thì mình cứ restart máy thôi. Rồi, ok, mình đã hướng dẫn mọi người xong hai cách rồi đó. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Nếu mọi người vẫn còn một số thắc mắc hay là vẫn còn gặp phải lỗi này á, thì mọi người nhớ comment xuống dưới phần bình luận để mình có thể kịp hỗ trợ và phản hồi sớm nhất có thể nha. Thì đừng quên để lại một like và một chia sẻ, và đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người các clip sau. Ok, bye.